La đi. Thế thì thử luôn lối chơi vợ la triệu hồi Eri xem nó ngon nghẻ khỏe mạnh đến đâu. Cầm tăng tốc thiêu đốt chứ không phải là cầm tốc biến thiêu đốt. Wow. Còn nếu cầm tăng tốc thiêu đốt thì các bạn sẽ không cần đến tăng tốc pha thật. Pha nào các bạn Odin là các bạn bật cái tăng tốc lên có tốc độ áo choàng mây với cả mau lẹ. Xong bạn dượt vào thôi. Người yêu em khó chịu hay cáu á thì hoặc là em chấp nhận chịu đựng vĩnh viễn hoặc em phải vùng lên. Hôm nay tôi đã chịu đựng cô quá đủ rồi. Và thế là em không có người yêu nữa. Được chứ, các bạn phải nói rồi. Nói thì người ta chịu sửa thì ok. Người ta không chịu sửa mà mình không chịu được thì chia tay. Nhưng mà sao được, mình là Warwick à? Ok. Chạy thẳng vào. Chạy rất nhanh. À, còn chạy lên cao luôn à. Có chạy đâu giờ? Lên cao quá. Mình mất đi cái tốc biến nhỉ. Không chơi trò tốc biến flash. À, tốc biến quy các thứ rồi. Chết rồi. Như này thì tăng tốc của mình hồi nhanh. Gần như pha giao tranh nào cũng có tăng tốc luôn, xong lên cái này, xong động cơ, xong đồng hồ, xong mũ. Hợp lý. Chứ mà đánh thắng sớm, Kasady nó không lết được, chỉ có cửa win. Gì vậy bro? Nó tưởng nó chết rồi nhưng hình như quả đấy nó lên giáp nó không chết được thì vậy. Thế nó nhảy vào, thế nó lại chết. Cay giờ, chạy nhanh quá. Tôi không đuổi được, tôi không đuổi được. Tăng tới đây. Hai cái hỗ trợ lấy sách thôi. Tội phí cái tăng tốc ạ. Nó vẫn vào tăng tốc này đánh không? À, nó nhìn thấy mình rồi. Hay quá nhỉ. Ok. Leona này đánh tốt thật đấy. Bảo sao cái boss thắng. Nó đánh nó không có một chút do dự nào luôn. Mở các thứ rất là hợp lý. Ép vào đánh luôn nào. Tới đấy. Không có tăng tốc nhưng mà vẫn có cái đai. Cày nó vẫn lên được ngựa rồi. Đấy. Không có quick càn cũng được. À, một kiểu khỏe thế. Để cho AD có quay. Cũng được luôn à. Ăn ghé, dừng nó, dừng pot. Nó boss mà con cái xa Baron nhanh vãi chưởng. Ali có 5.000 máu thôi. 2.000. Làm sao mà ra kịp được, về 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 về. Đi về thôi, tầm này combat cũng không hơn lắm đâu. Đây, phần này combat được này. Có nhờ. Con kia khỏe quá.
Okay. Nghĩ là team nó nhiều đam AP nhỉ? Lát hình à? Thôi Kassadin hết máu rồi. Rồi, thắng rồi, thắng rồi. Ui chà, cứ tưởng trận này thua ngược cơ. Quăng nhiều quá. Chỉ cần cover thằng AD là thắng. Tôi thì tôi tự chơi được mà. Cái gì? Saiyan đi. Team tôi thừa đam rồi. Hai con này, ba con này đam to vãi chưởng. Đây đâu. Ôi giời, Diana vẫn chết cơ à, con tốc biến mà. Tiếc nhỉ. Chẳng thơm lắm. Đúng đấy, sợ gì nó. Nó tưởng một mình nó có rừng phản ganh nhưng mà tôi cũng có mà. Ok, ta đóng mất hai cái tốc biến. Cậu ăn thì ăn. Ok. Ôi, ăn được con xe này. Okay. Quái nào mình là người được tiền này. Có. Rết nó. Đó, bỏ đi, bỏ đi. Nó cũng không dám ăn đâu. Đã được trụ đầu. À, nó ăn được rồi thì mất trụ đầu thôi. Thế là mình lại phải chọn con gì để nó có chống chịu được. Lại phải tiếp cận được tốt nữa. Lại không quá yếu đạn đầu nữa. À, ưu tiên đó. Đơn giản mà. Chơi con bạn hiến. Tôi tới này. Đuổi đi ông. Xuống đây được không? Không biết là cháu giờ chịu xuống à. Xuống đi bro. Ok.
Đấy, cho ông ăn đấy. Là một mình nó solo mà. Chẳng đồng đội đâu hết rồi. Ôi thế mà nó vẫn ăn được chứ ra. Có trừng phạt để giết thằng kia. Tôi căn 300 máu tôi đánh cái hit phượng mà không được. Có hai thằng boss không ra tôi không biết tại sao. Có nhờ. Đồ mạnh quá. Rồng này. Rồng này quan trọng để team mấy tị hạ team nó có tận hai con tanh lận. Đang tới đây. Ui, cái gì đây? Lạc thế. Okay. Rồi, đợt này phải đưa máy đi bảo trì thôi. Đó, hay bị tụt đấy. Tụt đơ sợ quá. Hay không? À, tôi đuổi được, có, chạy rồi. Này, này. Bỏ choáng nó này. Cái đó là ban trôn rồi. Hay quá. Về đi, về đi. Thôi về đi. Mundo nó vô địch à. Nó không vô địch lắm nhưng mà nó cũng tự sát mà. Kéo quả hay vậy bro. Thì quái là mình gõ cái nó chết luôn à. Để thằng cóc mò ăn được thì ngon. À, bỏ trụ à. Bỏ đi, trụ đấy mất rồi. Có nè. Đúng người quá. Victor nó ra muộn quá. Ai ra vào đây. Cày nhá. Cảm giác mình vẫn trâu hơn. Ui súng hải tặc kìa bắn nó. Đó bắn nốt. Không được không. Chạy nhanh nhở. Team nó có quay tốt phết. Mỗi con nó xíu máu mà nó cứ có quay sống được. À, nó muốn gì nó mở giao tranh. À, đánh cover thôi vậy. À, mình tanh không đủ cứng. Cảm giác thế. Có mò bắn cũng được nhưng mà phát tốc biến hơi vô dụng. Mỗi biến bắn được một cái không chết ai cả. Cái sao bắn hết. Một đồ không chết luôn mà. Thì mình phải thắng lúc đầu. Không thắng lúc đầu thì chả thấy có cách nào à.
Nó bắn rồi kìa. Thì red đi. Đấy này. Ui thả con cá chết này. Đại điều. Ui vẫn chết kìa. Mất con rồng nữa rồi. Được cái stack. Con này sống hay này. Nó vẫn đổi mạng được, giỏi thế à. Tại rồi on luôn. Đấy. Rồi này. Đấy, chết được Yasuo rồi. Về đâu? Bên bị 3-4 thằng lao vào, chơi làm sao được nhỉ? Bắn nó không thấm ấy bạn. Rất cố gắng rồi. Nhưng mà không đủ đam. Hai con tanh trâu quá. Baron thì mất 100% rồi mà. Đối mặt với tử thần, tôi đã hết sức rồi nhưng mà không thể đủ đam được. Các bạn nhìn con on này. Rất thương của một con on. À, thôi được rồi, tôi cũng không muốn thua nữa. Rồi luôn. Thôi xong. Syndra. Let them try to stop. Minions have spawned. Chắc chắn là team nó ở phía trong đấy thôi. Cá sấu nó ở trên đấy là nó hơn người rồi. Có nhỉ, vẫn cố lao vào đánh. Ngu xuẩn hay là quá ngu xuẩn này. Làm gì vậy? Chả biết nói gì nữa. Nhìn con cá sấu ở đó tức là team nó hơn một người rồi. Và fit 3 mạng luôn. À, nó không có phòng ngự nhưng mà không nghĩ là mình có đủ mana. À, 450. Không thấm này. Trâu phết nhưng mà vẫn chết được. Hay. Ai chà. Không tốc biến. Không rờ. Nó chết rồi.
sống được mới là lạ chứ. Về đi không? Áp phê mạnh hơn à? Có nhiều áp phê bướng quá rồi.